Xin chào cả nhà, hôm nay là ngày bay ngày 6 mình đến Việt Nam, mình Nha Uy. Nên bây giờ là mình làm biết tay nhà. Nhưng mà hôm nay á, mình nghĩ là mình phải tập trung, mình có nhiều công việc mình phải làm á. Cho nên mình quyết định là mình sẽ đi quán cà phê ở cái lại và làm biết. Ôi trời ơi, em có thấy không? Qua tiếng rồi. Mình đang cố gắng làm nguyên forgive me and make her feel comfortable with me. I'm doing my best. Ok, bây giờ mình sẽ đi nha. Cha, muốn đi làm cái công việc dạ. I like to visit new places, so this time I came. Cả nhà ơi, mình mỏi dại, mình quá tồi. Trước khi mình đi làm mà mình phải ăn cái gì trước đúng không? Đây, hôm nay có đẹp rất tốt cả nhà ơi. Near the river side. Ngon ha. Lâu rồi không ăn cơm cái này nhỉ. My time has been for a few months. Không có. Chúc các nhà ăn ngon. Không có ai làm chương như này. Tự động fry hết là được. Mà mình là thích. Súp này là súp gì ta? Đây là súp không chứ? Mà ngon. Cơm trong này rất là ngon. Bà cô ơi,
Rồi. Thêm một cây xương và ốp la. Cảm ơn. Mình tới đây. Mình thích nước mắm cho nên mình điền nước mắm như này. Giòn chưa? Rất nhiều công xương và ốp la nữa, nhưng mà chỉ 50.000 Việt Nam đồng thôi, quá rẻ rồi. Mình nghĩ là đến 6 mình sẽ chơi chiều món ăn này cho viên nhà, còn hai vợ chồng có thể ăn với nhau vui hơn đó. I don't know when it will be possible, but I think the day will come. Anyway, dưới xảo, mình sẽ đi làm nhà cái nhà. Cái lại nhưng mà có cái này rất là hiện đại ha, giống như Phước Long á, cũng ngon. Mình thích cơm tam lắm cả nhà. Mình sẽ ăn cơm tam, sau đó mình sẽ đi làm một lúc một chút nữa nha. Xin chào. Bạn cơm tam không cô ơi? Em muốn ăn cơm tam. Order được không? Cho em cá này. Bạch Trương. Và cái này nữa. Tất cả. 1, 2, 3, 4. 1 phần. Mà có 4 loài. Dạ. Cái này nữa. À, chị ơi, có ốp la không? Hết rồi hả? Em sẽ ăn ở đây. Dạ. Em sẽ ở đó nha. Dạ, cảm ơn chị nha. Order cơm tám rồi nhé. Người quá chung. Mình nghĩ là ở đây á cũng bằng vùng khác, có tỉ bánh canh rồi nè. Nhưng mà mình muốn ăn cơm tám. Và ở đây cũng có xương, cơm xương. Cơm tám của mình tới rồi nè. Cảm ơn chị đó. Nha. Dạ. Chị ơi. Có nước mắm không? Dạ. Anh có thành không? Dạ.
xíu nữa được không? Em thích lắm á. Đây là công tâm của mình, với trứng, cà, cá, xong. Buổi chiều qua đám bạc của mình. Đám bạc của mình. Ăn từ cá nha cả nhà ơi. Cá mềm. Anh có muốn nó là gì? Mình nói thẳng luôn, mình không thích ăn cá tại vì khó ăn. Nhưng mà khi mình ở Việt Nam mình ăn cái gì? Con khó ăn nhưng mà ngon. Mình mời ăn sớm rồi, mình mời ăn tất cả. Đi làm biết. Mình mời ăn bữa trưa của mình sớm. No. Ok, ngon. Đặc biệt là cá chiên đó là ngon. Sau khi mình làm việc sớm, tới rồi cả nhà ơi, mình nghĩ là mình phải về nhà rồi. Nhưng mà trước khi về nhà mình sẽ mua cái gì nguyên thớt. Nguyên thớt nước nghe lắm và cho nên mình sẽ mua nước nghe thì mình về nhà. Một ly nước nghe. Dạ. Mà nước nghe sẽ chấp nhận qua nhóm của mình. Ok, hôm nay mình sẽ kết thúc video này nha. Quan hệ của mình và Nguyên á cũng ổn, mình đang cố gắng hết sức. I think we'll be fine. I'm doing my best. Ok, see you guys later. Bye.